Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đây còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Cháu Hà xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Sự xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Thưa các bác, anh chị, hôm nay thì cháu Lực sẽ cùng hai em là đi chợ để mà sắm thêm một số những cái món đồ mà trong khoảng thời gian vừa rồi thì được cô Minh cô có gửi cho. Ở đây thì khoản cô Minh gửi cho cháu Lực là 1.500.000 thì đi mua một ít đồ về để mà cho gia đình của ba ông cháu. Hôm nay thì cháu Lực sẽ cùng em Sử là em Hải và tiện thể là đi mua luôn cô bác, đi vào chợ phiên luôn cô bác ạ. Cháu Lực sẽ đi vào và ghi hình cái chợ phiên cuối năm sẽ gồm những cái gì cho tất cả các bác, cô chú, anh chị là cùng xem. Hay còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác là cùng theo dõi video và cùng với anh em đi chợ của bác nhé. Bây giờ thì anh em mình đi đây, Hải đi trước đi. Thời tiết sáng sớm thì vẫn còn khá là hơi lạnh lạnh một chút của bác ạ. Thế là vừa rồi Sử từ trên nhà xuống thì có đường có trơn không? Có trơn à? Vâng. Bà con thì ai nấy cũng đang đi vào chợ phiên và sắm những cái món đồ mà về gọi là về ăn Tết rồi đấy cô bác ạ. Sắm đến cái Tết Nguyên Đán rồi. Thời điểm hiện tại thì không biết là chỗ các bác chỗ như thế nào, nhưng mà ở trên vùng cao chúng cháu thì rất là lạnh cô bác ạ. Thời tiết nó chỉ rơi vào tầm độ 1 đến 2 độ thôi cô bác, nhưng mà kèm theo đó thì bà con như kiểu là lao động bằng tay chân cô bác, cho nên là dính nước dính cái mọi cái thì mình đi rửa đi rửa lại thì rất là vuốt. Bây giờ thì trước tiên là đi vào thì sẽ đi sắm đồ luôn các bác ạ. Sắm đồ xong thì mấy anh em sẽ đi vào trong chợ sau. Ôi à, không biết là bây giờ ở đây còn bán ga bán đấy đâu. Từ từ Hải ơi, sữa ở đây, đây là đồng giá rồi anh em mình ra kia. À đây, bán chăn màn đây. Anh em mà vào đây đi chợ mua đồ đã, không ngờ một tí đã quên. Bây giờ đang nhớ thì anh em mình mua luôn. Anh có ga không anh? Có ga giường không? Có à? Loại mét ra mét mét 6 anh? Có loại mét 6 không anh? Dạ. Vâng. Hãy cho em thêm một cái chiếu đó. Chiếu ở nhà thì có một cái rồi, cho nên là mấy anh em chỉ có mua một cái thôi các bác. Hai ga anh ạ. Vâng, hai ga. Có gối không anh? Chăn này có vẻ ấm đấy nhỉ. Vâng. Trên nhà Sử thì có hai cái chăn rồi đúng không? Vâng. Có hai cái chăn rồi thì có thể là tí sẽ mua một cái chăn thôi. Ô sáng nay chưa có ai mua, anh chưa mở anh. Ô bây giờ sắp tám chợ rồi anh còn chưa, anh còn vẫn còn vội à? Hôm nay có mình anh đi chợ đây à? Sử à, lấy cái màu nào Sử?
Đấy, cái nào mà một tối chút nhá. Một gái. Ông cái hải cái sử cái nhá. Đây. Hai cái này là giống như nhau nhá. Được chưa? Anh ấy ga đâu anh? Mét 6 anh nhá. Đâu? Đây là mét 6 đúng không anh? À đây, mét 6 2 mét. Đây, tất cả mọi cái đệm của nhà ăn sử thì đều là mét 6 như 2 mét của bác ạ. Dạ. Cái này 400 mắt. Cái đấy 450 ạ. To chứ bà. Anh ấy có cái chiếu mét 6 không? Mét 6 như 2 mét không? Anh lấy cho em chiếu. Hà ship. Đấy. Nói bừa không đúng không bác? Dạ. Có mà. Nhắc nào cái này lên mạng. Đây là nấu nữa. Được à? Thân vừa ăn à? Đừng à? Đừng nghỉ luôn. Đừng nghỉ bán chăn luôn. Ờ, được chưa anh? Một cái nữa anh. Một cái nữa. Phòng của sử là có một cái chiếu đúng không? Phòng của sử có một cái chiếu thì mình chỉ cần mua thêm một cái nữa thôi. Để vào phòng ông thôi. Anh ấy lấy thêm cái chăn anh. Chăn này bao tiền anh? 450 à? Bớt bớt một chút được anh? 452 à? Em mỗi thứ là anh bớt thêm chứ. Vâng. Hai gối, hai ga, một cái chiếu, một cái chăn. Nó là được rồi. Đấy, mỗi thứ thì các anh sẽ bớt một ít cô bác. Cái ga này lấy về thì để mà để luôn nhá. Một tí về là để luôn. Đấy, có thể là hiện tại là mấy anh em đã làm xong cái phần điện nước xong hết một cái rồi cô bác ạ. Đấy, hôm nay đang chợ phiên thì mấy anh em thấy tiện thể là đi vào để mà sắm thêm một số đồ đạc nữa. Mà cái số tiền mà bác Minh, bác ấy gửi cho. Đợi anh chủ quán thêm một chút nữa. Anh ấy được chưa anh? Ôi, đi gối đâu một cái thôi. Ôi, nước nào hả? Cái chiếc giá đâu, lấy không chọn quá. Ôi, thế lại phải chọn cái mới à? Vừa đi chọn được một chút nhưng mà chị lại mất rồi đúng không? Một cái giường này là hai cái màu nhá. Ok, thế bây giờ anh để cho em vào túi đó. Rồi lấy ba cái anh. Ba cái. Không, cái này là em chọn rồi anh. Cái này là em chọn rồi. Cô cứ tưởng là cháu Lực là cũng là người bán đúng không? Chọn được cái nào lấy được cái đấy. Đây đây em đây. Anh tính cho em nha. Đang đợi anh tính tiền chút cô bác ạ. Chợ vùng cao thì vâng cả cái chăn luôn anh. Nhưng mà cái chăn này anh bắt được em bao nhiêu? Bắt được 30 à? Bớt được có 30 rồi các bác ạ.
Ông hôm nay thì có đi chợ không? Không. Ông hôm nay không đi chợ à? Thế là chỗ hai anh em xuống đây à? Anh để cho em bao tải cũng được máy này ấy. Bao tải không? Để không? Anh để cho em bao tải nhá, phải bao tải nó ni lông cơ. Không mà tí đi đường là nó lại ướt hết. Đây món đồ này là các chú gọi là chở đi khắp xá luôn các bác. Chờ anh một tí nha em ơi. Cảm ơn. Bây giờ nhìn vào ai có như kiểu thở ra một chút khói như kiểu đang ăn kem khói không á. Có lạnh không hả Hải? Có lạnh à? Đói chưa? Hai anh em đói chưa? Đói rồi à? Thế thì anh một tí bây giờ mình mua đồ xong ấy, anh em mình lượn một vòng ở chợ đã, rồi thì đi ăn nhá. Đi ăn xong thì về. Như phòng xử thì có chăn thì lấy cái chăn này cho ông nhá. Với mọi cái thì có rồi, có thêm mua thêm cái gì không nhỉ? Ở đây thì khi mà cháu Lực nhận được tiền của cô Minh ấy, cô Minh gửi cho cháu Lực thì cô cũng chỉ nói là mua chăn ga gối nệm cho hai con cháu, nhưng mà nệm thì ở nhà là có rồi, nên là cháu Lực chỉ mua ga thôi, còn để cái phần tiền đấy để mà làm thêm việc khác. Anh hai ga nữa anh. Hai ga. Hai gà nữa. Một thêm một cái chiếu nữa anh ạ. Chiếu chắc là điều ngoài à? Nhét vào được. Anh có giấy không? Anh ghi cho em luôn từng thứ một nhá. Thì đi đến nhà mới nhớ anh ạ. Dạ. Anh nói nó bị gì đâu. Này em gửi đây đấy nhanh nhá. Ok em, gửi để đây xong lúc nào em về thì em. Nhí nữa em quay lại lấy. Thế bây giờ thì anh em đã mua xong rồi các bác. Đi lượn ra chợ đi kia một phòng á, xem là có cái món đồ gì không để anh em mua. Hiện tại thì cũng khá là muộn rồi, không biết là còn cái gì nữa không. Hãy mua nào nào. Cháu nổ. Quần áo của các em thì cháu Lực cũng đã mua lên mua cho các em rất là nhiều rồi, cho nên là hôm nay sẽ không có mua quần áo nữa các bác ạ. Để lần khác em mua sau. Dạ không anh. Dạ không nhỉ, mua nhiều rồi. Không. Có vẻ là bà con với con đang rất là đông đúc cô bác ạ. Nếu mà không có bây giờ nếu mà không có mua thêm những gì ấy thì sẽ đi ra chợ mua cho các em ít thức ăn. Vậy hầu như là bây giờ bà con là nghỉ gần hết rồi. Thế tôi thấy bà con nó bán cả rượu rồi đấy các bác. Hàng tàu trước thứ mấy mà. Con đi nhắm thôi à? Con tàu thứ mấy thôi. Lợn này chú bán nào? Cái này 90.000. Mấy loại có tí thịt nạc nạc một chút. Hết rồi à? Đây này. Lợn này là 100 chặt thấu xương. Thì chú chặt cho cháu 2 cân. Ok.
Được. Vâng. Đây chú cũng lọc xương ra, bán cả xương à? Có xương một tí chứ. Có một tí thôi mà xương này. Giao luôn. Thái là đau. Đấy, bây giờ thì nhà các em ấy cũng có tủ lạnh đúng không các bạn, cho nên là có thể là mua dư dư ra một chút để làm sao mình có thể để trong tủ lạnh cũng được. Đây Sử thì cầm nhá, biết chưa? Quay à? Ô, à thắng thắng nào này? Nào ra. Có cả hợp ở trương là đầm đầm đấy. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi ăn đâu quá ạ, cũng khá là đói rồi, tầm 9-10 giờ rồi. Này thì có ăn bánh rán không? Hả? Hả? Một cái à? Đây, cho mình cái bánh rán. Ô, bánh rán này là bánh rán gì đây bà? Thấy cho Hải là chục cái nhá. Bây giờ đi ăn phở đã, đi ăn phở xong đi ăn sâu nhá. Đây Hải. Bạc. Xin đấy. Lúc là nhìn thấy là bà con bán cả chè luôn bác này. Chè này thì là chè mà bà con tự sao tự làm. Ở đây thì hiện tại là cháu Lực cũng có chè, nếu mà các bác anh chị nào có ủng hộ chè thì điện cho cháu Lực các bác nhá. Có cả hạt sổi của bác này. Cái hạt này là hạt cái hạt này là hạt TT của bác này, mình là để gia vị thì ăn hiểu nó TT cái đầu lưỡi một chút. Hạt này thì là gọi là hạt gì cháu Lực cũng quên tên, như kiểu hạt điều các bác ạ. Đấy, như kiểu hạt điều ấy. Còn đây là hạt sổi của bác này. Hạt sổi thì rất là thơm quá. Ở đây thì chắc là bác cũng đi thu mua về và để bán lại. Ủa, tại phở à? Phở bố à? À, tạm bán rồi. Bán rồi. Ăn phở gì với Hải hay là phở gì cũng được? Hả? Thì không được đúng không? Đi ăn xong thì nhớ là làm ra một bát nữa về nhà để cho ông nhá. Cô là cháu ba bát nhá. Cô mấy anh em mình ngồi đây luôn này. Tao mà mình chết tài. À làm cho 4 bát coi. Hả? Như vậy đấy. Hôm nay thì có vẻ là khá là lạnh nhờ. Cái lạnh gọi là lạnh thấu xương quá ạ. Hôm nay ông Sử là không đi chợ à? Lạnh quá à? Thế thì tí làm thêm bát phở về nhà để cho ông nhé. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đợi các ông bác đợi gọi lại ở đây thì để mà mình gọi lấy đồ ăn đấy thì đợi rất là lâu. Hả? Dạ. Đều ăn bát phở xong mà thì mới đi về. Cô làm cho cháu luôn đi cô. Nước để riêng thôi nhá. À, sẽ phải làm đi về cho ông nữa. Ông thì hôm nay không có đi chợ. Cho anh xin tí nước mắm nào, nha kêu này.
bắt cho thời điểm cho thời điểm nào trên chợ phiên thì những cái khâu mà gia vị ấy, cô bác thì cũng rất là bình thường thôi, cũng chỉ có một lọ mì chính này, một lọ ớt và một lọ tiêu thôi. Cho anh xin lọ tiêu nào. Lấy chai cho mình đi. Bát phở thì rất là đầy ự đúng không? Bát phở ấy, trên vùng cao bán phở đó. Ớt này là kèm là trộn với cả đậu xí luôn này. Đấy, bây giờ thì ăn đi. Đây, cháu Lực cũng xin được mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng mấy anh em ăn sáng của bác nhé. Cháu Hải mời quý ông bà, cô chú, anh chị ăn phở ạ. Cháu xin mời quý ông bà, cô chú, anh chị ăn phở ạ. Ăn xong, ăn xong thì mấy anh em mình xem là đồ đạc thì mua thì lại mua tiếp xong là về nhá. Phở của bác này, bát 20.000 mà đầy đủ luôn một bát luôn. Phở này thì được bà con làm từ gạo nứt đỏ đúng không bác? Gạo nứt lương đấy. Ngon không Hải? Một tuần thì mới được ăn phở một lần của bác ạ. Tuần trước Hải có đi ăn phở không nhỉ? Không ạ, đây là 2 tuần à? Hải là 2 tuần đấy của bác ạ. Đây, bây giờ thì mấy anh em cũng đã đến gần đến đây rồi cô bác ạ. Em Sử thì đi bây giờ thì mấy anh em cũng đã đến gần đến chỗ nhà mới của Sử thôi. Em Sử thì đang đi cướp xe cô bác ạ. Đấy thì chỉ có chăn thôi cho nên là khá là nhẹ. Đây, một mình em Hải là em với bác luôn. Ôi nãy mua thịt cầm chưa? Rồi à? Rồi đi đi. Lên trên nhà của bao cháu là hầu như là sương mù là dày đặc hết. Sứ ơi, Sứ ơi, Sứ đến đâu rồi? Sứ thì vừa cất xe ở trên kia có bác, trên nhà hàng xóm bên trên kia. Đã lực thì với em Hải là vận chuyển đồ xuống. Bây giờ thì cái này thì xuống, để nhà mới luôn. Khá là trơn đấy nhờ. Đi xuống nhà mới đi. Em Hải là bác ạ, cái chân với lại mấy cái gối là to ngang bằng người luôn cô bác ạ. Như nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được những thước phim của hôm qua thì cũng nhìn thấy là mẹ của các em là đi vào đây mà phá. Hiện tại thì đang để gạch với lại để ném gạch vào đây rồi cô bác này. Hãy đi vào nhà đi. Ôi Sử xuống chưa nhở? Sử ơi! Sử ơi! Sử ơi! Sử ơi! Lên đây đã! Nhanh đi! Lên đây!
em xử thì em ấy vừa đi xuống dưới nhà mới của bác ạ. Đấy, bật đèn thế nào, bật điện thế nào? Tối đi. Bật điện là mọi cái sáng đi. Đấy, đúng rồi, bật bật ở đây. Đấy. Bật cả phòng ngủ nữa, một tí nữa sẽ để ở phòng ngủ luôn. Sử thì vừa rồi chạy đi xuống nhà bác ạ. Em thì đang lên, bây giờ thì bỏ hết lại, bỏ hết chăn ra đi. Nhá. Bỏ hết chăn ra cho mình cho đệm vào, cho vỏ ga vào. Đấy, em lại bỏ chăn đi lên ra trên này đó. Đấy. Đấy rồi ra bỏ cái vỏ bao ra. Phòng này thì có hai người là để hai gối nhá. Đấy. Bây giờ thì lắp cái ga nó vào, lắp từng cái phòng một đó. Cái gì ấy? Đinh đúng không? Bỏ đinh ra. Sáng nay thì mấy anh em cũng có đi xuống chợ phên để mà sắm thêm đồ rồi. Cái chiếu thì là mình để ở phòng bên kia nhá. Chiếu thì để phòng bên kia, phòng ông. Từ từ Hải, lấy em lấy ga ra, lấy ga ra để á. Đấy, bóc ra. Đấy, cho anh sửa một cái để phòng bên kia luôn. Chưa, mất tao phải khai này. Mình bóc không? Hả? Có. Ok, mic kia đâu Hải? Cho các em là tự làm luôn cô bác ạ. Những công việc này thì hướng dẫn các em làm để sau này các em còn có biết mà làm. Lúc nào mà bẩn thì bỏ cái ga đấy ra để mà giặt nhá. Vâng. Đấy, nó có cả thêm cả vỏ gối đấy. Đây vỏ gối thì mình có ở đây rồi. Cái vỏ gối đấy thì mình cất đi. Đấy, bỏ cái kia ra đã. Qua. Nếu mà anh Sử bảo không, anh Sử chưa biết làm thì ra đây làm từng làm cùng nhau đã. Lo nè. Lo nè nè cho nè. Vào đây cùng làm đã. Sử vẫn chưa biết để các bác ạ. Không biết để á? Thế đây để anh hướng dẫn cho. Nào lấy đây, để vào đây. Cũng một kia, từ góc một, đấy. Mua từ góc một, đấy. Lòng. Đấy, đúng rồi. Đấy, nào Sử kéo cái chú của Hải đi. Không, cái này là úp xuống, cái này là ngửa lên. Đấy, cái này mà đây, nó ngửa lên cái này rồi. Nó ngửa lên cái này rồi. Đó. Đấy, Hải kéo, Sử kéo dưới này đi. Kéo dưới này đi. Đấy. Đấy, rồi anh sẽ là anh ở đây. Còn Hải ra đây hộ anh nhé Hải. Bỏ đây. Đấy, bỏ đây bây giờ nó biến thành tấm mới rồi. Đấy, bỏ góc. Thế trước hai anh em chưa để à? Chưa đã. Oh. Đấy, ok chưa? Ok đã. Đấy, bây giờ thì lấy hai cái gối ra để. Đấy, lấy hai cái gối giống nhau ấy. Đó, hai cái gối giống nhau. Rồi bây giờ thì lấy chăn vào đây để gấp gọn gàng vào cho họ ở đây đi.
anh em thì ở bên này thì sẽ có hai gối, còn ông thì nếu mà ông một mình ông ngủ bên kia sẽ chỉ có một cái gối thôi. Cái này thì cất đi, cái này cất vào tủ lúc nào mà thay cái vỏ gối này nhá. Vâng. Lúc nào mà lấy cái vỏ ra giặt thì lấy cái vỏ thay nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì Hải là lấy chăn để vào đây. Chăn đấy. Đấy, bây giờ thì khi mà đi mua vỏ gối vào cô bác thì nó khác hẳn luôn. Lấy chăn thì gấp gọn vào. Vâng. Đấy, bây giờ thì nhìn đẹp rồi nhỉ? Vâng. Hiện tại thì cái phần điện nước của bác này mấy anh em cũng đã lắp xong hết rồi. Đấy, còn về cái phần điện thì mấy anh em cũng đã lắp xong rồi, các bác không biết là đường nước thì mấy anh đã lắp xong chưa. Đấy, thêm một cái chăn nữa. Đấy, gấp để đây đã, hai anh em thì ngủ bên này thì đáp chung chăn cũng được, bây giờ mỗi người một chăn cũng được, có hai chăn rồi. Vâng. Đấy, bây giờ thì em làm xong việc đấy xong thì bắt đầu ra đây lấy gối đi ra để phòng ong nữa. Vâng. Đấy, xử chắc là loay hoay từ nãy đến giờ chắc là cũng làm được rồi. Được chưa? Được rồi à? Đấy. Cái gốc này chỉ lên này lên. Đấy. Đấy. Nó có gốc, nó có cái gốc của nó mà. Đấy. Bỏ ba vào đây nhỉ? Bây giờ bỏ trong một cái gối, thêm là một cái chăn nữa. Thêm là cái chăn to ấy. Sử đi gối để ấy cái đây chưa? Đấy đúng không? Đây thì có thêm một cái chiếu nữa, có thêm một cái tấm nệm nữa các bác nhé. Cái chăn này thì mua khá là đắt của bác, vào mùa này thì đắp cái chăn này thì nó sẽ ấm áp hơn. Ôi, hai anh em mà giật giật nhau ấy nhỉ. Bây giờ thì gấp vào gọn vào để đây. Đây lúc nào đi ngủ thì cắt mắt của mình nhá. Ở đây có con gì đây? Cái gì đây trong này? À cái này là cái mẫu bông của nó. Ok rồi nhỉ? Đây cái đấy thì cái vỏ đấy nhá, để vào tủ nhá, xử nhá. Lúc nào mà giặt đấy, lúc nào mà giặt đấy thì là lấy cái vỏ đấy để mà thay nhá. Đấy, đường điện mọi cái. Ở đây có thêm tấm chăn nữa này. Chăn này chăn của ai đây? Chăn ở phòng bên kia à? Vâng. À, thế thì để ra bên đấy đi. Đấy, cất ra gọn gọn vào trong đấy hết. Đấy, bây giờ thì hầu như là phòng ngủ thì hoàn thiện xong hết rồi nhỉ? Đấy, không còn chăn màn mọi cái thì cháu Lực cũng đã mua lên hết rồi, chỉ có mỗi màn là chưa mua thôi. Màn này mùa này là chưa cần đáp. Màn thì trước là các bác cũng gửi cho thì có thể là tận dụng lại cái màn đấy nhá. Vâng. Mình dùng. Hôm nay thì có một bác là bác Minh là bác gửi cho anh từ rất là lâu rồi, gửi cho anh là 1,5 triệu để mà sắm đồ phòng ngủ cho các em. Đấy. Thì hôm nay anh cũng đã đưa các em là đi mua là xong hết rồi. Đấy, bây giờ thì đợi các anh hoàn thiện trong cái phần nước nữa thì là cũng đã chuẩn bị là ngày tân gia rồi nhỉ. Có phải là chọn ngày đẹp không? Không chọn đâu. Không cần chọn nữa đúng không?
À, không chọn ngày đâu đúng không? Vâng. Thế là mình cứ xem ngày nào mà mình rảnh là mình vào đúng không? Vâng. Rồi thế thì để anh xem là hôm nào mà anh em mình bố trí được thời gian rồi thì anh em mình làm hôm đấy nhá. Vâng. Làm sớm để cho sớm nhất có thể. Đấy, bây giờ thì chắc phim này cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Hôm nay thì nhận được cái phần quà của cô Minh. Cháu Lực cũng đã đưa các em là đi chợ phiên xong là còn là mua đồ, mua đạc về đã về đến nhà rồi và lắp lên mọi cái hay tất cả những cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng đều là ghi hình lại rồi. Và xin một lần nữa xin được cảm ơn tới bác Minh. Chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì hai anh em gửi một lời cảm ơn tới bà Minh nhá. Vâng. Bây giờ thì em Hải đi. Con cảm ơn bà Minh đã gửi số tiền để cho con đi mua chăn đệm. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Con cảm ơn bà Minh đã gửi tiền mua đồ cho ba ông cháu. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Từ bây giờ thì ba ông cháu thì cũng đã hoàn thiện xong cái ngôi nhà rồi cô bác, chỉ cần vào tân gia nữa thôi là cũng xong rồi. Như hai anh em thì có thấy vui mừng không khi mà nhà mình đến ngày hôm nay? Có ạ. Có à? Có thích không? Có. Ở làng này thì có ai nói về gia đình mình không? Có ạ. Có à? Người là người ta nói gì? Nói là khen nhà đẹp ạ. Nói là khen nhà đẹp à? Vâng. Đấy, ở đây thì không phải là cháu Lực tự nâng cao cái bản thân của mình đâu các bác. Hàng xóm nhà em Sử thì hầu như là chưa có ai có một cái ngôi nhà và ở trong nhà thì đủ cái tiện nghi để mà dùng như vậy cả. Cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video. Xin chào các bác.